trùm momo.com. Bếp chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay trùm momo.com để kiếm tiền nhé. Sự thật đen tối trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Vieira không phải được sinh ra từ bóng tối. Vieira từng là một trong những tông đồ mộ đạo thuở ban đầu của Cung Điện Ánh Sáng. Trong một trận chiến xâm lấn của lực lượng Sa Đọa, chúng đã bắt được Vieira, nhưng phía Cung Điện Ánh Sáng vẫn không có bất kỳ hành động nào giải cứu cô nàng. Vieira đã mất lòng tin với Cung Điện Ánh Sáng, mà Vương Malok nhanh chóng nhận ra tài năng thiên phú của thiếu nữ đang bị giày vò bởi cả bóng tối lẫn niềm tin. Hắn dễ dàng chiếm đoạt được cả tinh thần lẫn cơ thể của cô, và từ đây Vieira đã trở thành một trong những thủ lĩnh tối cao của lực lượng Sa Đọa. Sự thật thứ hai, Ta'ara từng là chiến binh vĩ đại của loài người. Trong cuộc chiến tranh, Ta'ara cùng bộ tộc của cô đã chiến đấu hết mình và giành thắng lợi vẻ vang, được vị vua vĩ đại thêm vinh danh sau trận chiến. Nhưng vì sự đố kỵ của Rindu và ông không cho phép nên tự ý đưa thêm người vào cung điện, sự mưu mô của Rindu đã khiến Ta'ara bị coi như là kẻ phản bội và bị bỏ tù. Vieira, gián điệp bóng đêm, nắm lấy cơ hội và giải cứu Ta'ara. Thất vọng vì những gì Cung Điện Ánh Sáng đối xử với cô, nên Ta'ara đã gia nhập vào lực lượng Sa Đọa. Thật đen tối trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, lý do khiến theo Anat phải chìm sâu vào giấc ngủ hàng ngàn năm là do trong cuộc xâm lược lần đầu tiên của phe bóng tối, do Vonkat dẫn đầu tấn công vào khu rừng Trạng Vạng. Trong trận chiến, quân đoàn bóng tối tàn sát vô số sinh vật tại khu rừng Trạng Vạng, vì thế theo Anat đã chiến đấu hết mình bắn một mũi tên kết liễu vị chúa tể bóng tối Vonkat. Nhưng sau đó theo Anat đã phải trả giá đắt là cơ thể và trí óc đã bị ăn mòn bởi sức mạnh hắc ám trong giây phút hấp hối. Theo Anat buộc phải phong ấn bản thân và tiến vào giấc ngủ sâu kéo dài hàng ngàn năm cho đến khi sức mạnh bóng tối bị hóa giải hoàn toàn. Sự thật thứ hai, dòng tộc của Jina có một báu vật tên là chuỗi hạt luân hồi. Họ dùng báu vật này để tiêu diệt quỷ dữ và đánh lùi bóng tối, nhưng cái giá phải trả là phải hy sinh thể xác và cả linh hồn để hóa giải sức mạnh bóng tối ẩn chứa bên trong chuỗi hạt. Các thế lực bóng tối luôn muốn có được báu vật này, nên Jina đã sắp bị mất mạng trong những trận chiến này và được Lauziel giải cứu và giúp thanh tẩy sức mạnh bóng tối bên trong chuỗi hạt cho Jina. Thật đen tối trong Liên Quân mà ít người biết đến. Sự thật thứ nhất, Chrissy từng bị người bạn thân nhất của mình phản bội. Người bạn này đã cấu kết với những lâm tặc xấu xa vào khu rừng để tàn sát sinh vật và khai thác tài nguyên tại đây. Trong cuộc chiến, Chrissy đã triệu hồi tất cả linh vật để bảo vệ khu rừng. Cuộc chiến đẫm máu diễn ra vô cùng ác liệt và Chrissy đã giành chiến thắng. Từ đó, Chrissy đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Sự thật thứ hai, Jaina từng nhận lệnh của Arenka để ám sát Murad, là một gián điệp của phái Cách Tân được cài cắm vào trong thần miếu. Jaina mang một sứ mệnh ly khai thần miếu, vì thế đã cúi đầu trước Arenka. Arenka đã ra lệnh cho Jaina đi tìm giết hoàng tử đế quốc tiền triều Murad và đoạt lại thần khí. Nhưng trong Jaina đã ấp ủ một bí mật đáng sợ, mượn thần khí của Murad để giết Arenka trước và sau đó kết liễu vị hoàng tử đang tha phương, thành viên cuối cùng của hoàng tộc Murad. Thật đen tối trong Liên Quân mà bạn chưa biết đến. Sự thật thứ nhất, Illumia từng có thể bị giết chết trong cuộc chiến với lực lượng Sa Đọa. Illumia đã bị phục kích bởi Jeffy và Nagroth. Những nhát kiếm của cả hai đã tưởng chừng như đã chém đứt đôi Illumia. Trong thời khắc ấy, Senin đã xuất hiện và đỡ cho Illumia những nhát kiếm chí mạng. Và Senin có một sự thật bí ẩn là đôi cánh thiên thần của Senin chính là của Illumia bán tặng cho để biểu dương sự trung thành với Cung Điện Ánh Sáng. Sự thật thứ hai, Joshi luôn có một ngọn lửa bí ẩn bám theo bên mình. Đó không phải là một ngọn lửa bình thường mà là một dạng linh hồn lửa tên Agni. Trong suốt hành trình thám hiểm đầy rẫy sự mạo hiểm và đáng sợ, linh hồn lửa này là người bạn duy nhất đồng hành cùng Joshi. Ẩn chứa bên trong của Agni có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp Joshi thiêu rụi tất cả kẻ thù ngắn đường